Sau trận mở màn đầy khó khăn, với trận hòa không bàn thắng trước U19 Indonesia, U19 Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ bằng màn hủy diệt U19 Philippines với tỷ số 4-1. Các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có ngày thi đấu khởi sắc và biết chất chiêu tốt hơn những cơ hội để giành chiến thắng áp đảo. Qua hai lượt trận, U19 Việt Nam tạm thời xếp thứ ba ở bảng A, cùng bằng 4 điểm với U19 Indonesia nhưng kém đội chủ nhà về hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, U19 Thái Lan vươn lên vị trí đầu bảng nhờ toàn thắng ở cả hai lượt trận. Với U19 Brunei, họ sớm bị nhận diện chỉ là đội bóng lót đường tại bảng A. Hai trận đấu liên tiếp đều nhận thất bại 0-7, khiến Brunei chìm sâu xuống vị trí bét bảng. Mặc dù trước thềm giải đấu, huấn luyện viên U19 Brunei thể hiện quyết tâm có điểm, nhưng với đẳng cấp chênh lệch, cơ hội đi tiếp của đội bóng trẻ này là không còn. Vì thế, mục tiêu của U19 Việt Nam trong trận đấu tới đây không khác gì ngoài một trận thắng, thậm chí là thắng đậm. Bởi với sự cạnh tranh quyết liệt ở bảng tử thần này, U19 Việt Nam không được phép đánh rơi bất kỳ điểm số nào khi đối đầu với những cái tên chênh lệch đẳng cấp như U19 Brunei. Anh Tú và Văn Triệu vẫn là hai cái tên không thể góp mặt trong những trận đấu còn lại của vùng bảng sau chấn thương ở trận gặp U19 Indonesia. Đình Bắc cũng gặp chấn thương trong trận gặp U19 Philippines, nhưng khả năng cầu thủ này vẫn đủ điều kiện để đá trận đấu sắp tới. Các cầu thủ còn lại đều có sức khỏe tốt và sẵn sàng ra sân. Dù trước mắt chúng ta là đội bóng yếu nhất bảng, nhưng có thể huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn sẽ tung ra sân một đội hình có chất lượng tốt để có thể ghi được nhiều bàn thắng nhất nhằm cạnh tranh về mặt hiệu số bàn thắng. Những lần đối đầu trước đây giữa hai đội đều có chung một kết quả, đó là những chiến thắng rất đậm của Việt Nam ở bất kể lứa cầu thủ U19 nào. Và bóng đá của Brunei cũng dường như có sự phát triển rất chậm so với Việt Nam. Bằng chứng là nếu xét theo phong độ ở 5 trận gần nhất kể từ năm 2019 tới nay, U19 Brunei đều thua rất đậm, trong khi đó, phong độ của Việt Nam thì tốt hơn hẳn khi bất bại ở cả 5 trận gần nhất. Trận đấu này có tỷ lệ kèo U19 Việt Nam chấp U19 Brunei 3 hòa. Tỷ lệ kèo của trận đấu này được giới chuyên môn đưa ra là ba hòa. Đây là tỷ lệ khá cao nhưng hoàn toàn hợp lý nếu như nhìn vào phong độ của cả hai với trình độ vượt trội so với đối thủ U19 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua kèo chấp này để có một trận thắng áp đảo trước U19 Brunei tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là ba hòa để thủng lưới 14 bàn chỉ sau hai lượt trận chứng tỏ rằng U19 Brunei có một hàng phòng ngự vô cùng thiếu chắc chắn hàng công của họ cũng không khá hơn khi chưa có bất cứ bàn thắng nào nếu nhìn vào những trận đấu trước đây, vì thế nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu có thế trận một chiều và các học trò của huấn luyện viên Đình Thé Nam sẽ là những người làm chủ cuộc chơi. Dự đoán của báo Thể Thao và Văn Hóa U19 Việt Nam thắng U19 Brunei với tỷ số 5-0.